Ở đời ấy, lăng nhăng một chút thì đã sao? Có khi con trai bác ở nước ngoài ấy, cũng đang cặp kè với con bé nào cũng nên ý. Nhưng mà cô thanh niên trai tráo như thế lại đi đôi co với một người già đáng tuổi cha tuổi mẹ của mình. Cô không cần phải xấu hổ à? Con danh con này, mày định ở đây để lên mặt dạy đời tao đấy à? Mày có tin ý, trong vòng phút mốt thôi tao cho mày với bà già này biến mất không? Cô vẫn còn mặt mũi vác mặt đến đây được cơ à? Cô đừng có vác mặt đến đây rồi ăn nói linh tinh. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Bác. Chào bác sĩ. Thưa bác, căn bệnh này nó sẽ khiến bác mất dần trí nhớ. Bác sẽ nhớ nhớ quên quên, rồi dần dần sẽ quên hết tất cả mọi thứ ạ. Bác sĩ, bệnh này có ảnh hưởng đến tính mạng không ạ? Thưa bác, bệnh này đến bây giờ vẫn chưa có thuốc điều trị. Bệnh nhân sẽ dần dần quên, rồi cuối cùng là... Là chết đúng không bác sĩ? Tôi sống bằng ngày tuổi đầu rồi, cái chết với tôi có sợ gì đâu cơ chứ. Cảm ơn bác sĩ. Mẹ ơi! Mẹ! Con! Mẹ! Mẹ đây! Mẹ ơi! Con có một tin vui muốn báo cho mẹ. Vâng. Công ty đã cử con sang Hàn Quốc làm hình ảnh đại diện ở bên đấy đấy mẹ ạ. Ôi dồi ôi, con trai của mẹ giỏi thế. Thế con đi bao lâu? Con đi 2 năm mẹ ạ. Khi nào công ty bên đấy ổn định thì con sẽ về. 2 năm cơ ạ? Vâng. Thế bao giờ con đi? À, thứ hai này con bay. Hôm nay đã là thứ 6 rồi, còn mấy ngày nữa thôi mẹ ạ. Nhanh thật đấy. Mới hồi nào con còn bé tí chạy lon ton ở sân này này. Thế mà bây giờ đã sắp phải xa mẹ rồi. Tí nữa con bằng phụ mẹ nấu cơm, mẹ dạy cho con mấy món. Nếu mày sang đấy á, mà thức ăn cũng không hợp ấy, thì tự biết nấu mà ăn nhá. Dạ vâng ạ. Thế là từ mai chỉ có mỗi một mình thui thủi trong cái căn nhà này. Nhà chỉ có hai mẹ con, giờ nó đi bỏ lại có một mình tôi thế này. Mẹ, con biết là bây giờ con đi thì mẹ ở nhà sẽ rất buồn. Thế nhưng mà con cũng chỉ muốn là cố gắng làm sao để sau này con trở về thì sẽ lo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Con cứ đi đi. Đi mà lo cho công việc, cho tương lai. Con cũng đã 26, 27 tuổi rồi còn gì. Đi đi, rồi nhanh nhanh mà về kiếm cho mẹ một cô vợ, một đứa cháu để mẹ bế chứ. Mẹ lúc nào cũng chỉ mong con cưới vợ sớm thôi. Thì con cũng đã đến lúc phải có cháu cho mẹ bế mẹ bồng rồi chứ. Lúc mà con đi xa ấy, mẹ có người bầu bạn cho nó đỡ tủi thân. Rồi sau này mẹ già, mẹ chết, mẹ cũng còn nhìn thấy con có gia đình êm ấm, hạnh phúc. Lúc ý thì mẹ mới thanh thản mà nhắm mắt được chứ. Mẹ, mẹ không được nói gở như thế đâu nhá. Mẹ sống với con còn lâu. Mẹ còn phải đợi con lấy vợ này, rồi đợi con có cháu, mẹ còn bế cháu cho con chứ. Thì mẹ cũng đang nói thế còn gì nữa. Giờ mẹ chưa có cháu nội để bế, làm sao mà mẹ đã chết được. À mà này, dạ. Để mẹ gói cho con ít mắm tép chưng thịt, sang bên ý, nhỡ có lúc mà bận không nấu kịp ý, thì có cái mà ăn luôn. Không cần đâu mẹ ạ, mấy thứ đó mùi lắm, lên máy bay người ta không cho đâu. Con cứ yên tâm, mẹ sẽ gói thật kỹ vào, không ai phát hiện ra đâu. Vâng ạ. Con nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Đừng có tham công tiếc việc quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe con nhé. Mẹ đừng lo, con sang bên đó con sẽ tập trung học và làm việc. Mẹ ở nhà phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy mẹ nhé. Mẹ yên tâm, con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ. Con đi đây.
con đi đây. Anh đi rồi, em ở nhà thỉnh thoảng sang để ý mẹ giúp anh. Chứ mẹ lớn tuổi rồi, ở nhà một mình như thế, anh không yên tâm. Anh cứ yên tâm, Thiệu ở nhà cứ để em lo, anh cứ lo công việc bên đấy đi. Khi nào về thì mình sẽ tổ chức đám cưới nhá. Mình đang tìm cái gì nhỉ? Cái gì đây nhỉ? Thế này, mình nhớ là cái này mình đã cho vào tủ lạnh rồi cơ mà. Sao lại ở đây nhỉ? Alo ạ. Anh có gửi tiền về cho em rồi, em kiểm tra xem. Với lại anh gửi thêm cả phần của mẹ, em mang qua cho mẹ giúp anh, để mẹ đỡ phải đi ra ngân hàng nhá. Rồi, anh yên tâm, nhất định em sẽ đưa cho mẹ hộ anh nhá. Nhưng mà bây giờ em đã có việc bận rồi, nói chuyện với anh sau ạ. À thế hả em? Cái mỏ vàng của em ấy mà. Em chỉ cần nói là cần huy động vốn là hắn gửi tiền cho em luôn. Thế thì anh phải đào lại em để cho nó công bằng rồi. Chỉ cần anh đừng bếp xếp là được. Yêu thế. Anh cứ ngoan ngoãn đi, rồi cái gì cũng có, em chiều anh tất. Nhưng mà nếu như mà anh làm cái gì không phải với em ấy thì anh biết là em sẽ làm gì rồi đấy. Em biết là anh chiều em nhất mà, đúng không? Cô hỏi ai thế? Bác không nhận ra cháu ạ. Cháu là Tú Linh đấy mà. Tú Linh? Tú Linh nào? Cháu là bạn gái của anh Nam nhà bác ấy ạ. Thằng Nam nhà tôi nó mới học cấp 3, sao mà đã có người yêu được mà bạn gái mới bạn kia. Vâng, thế chắc là cháu nhầm nhà. Cháu cảm ơn bác. Cô Tú Linh, cô là bạn gái của con trai tôi, bây giờ cô lại ngồi đây ôm ấp người con trai khác là sao? Bác ơi, có gì từ từ nói ạ. Đây không phải như bác nghĩ đâu ạ. Tôi làm sao? Tôi có làm sao thì tôi cũng nhận ra cái bộ mặt của cô. Cô lừa dối con trai tôi đúng không? Không ạ, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Người này là anh trai. Đúng rồi, là anh trai của cháu ạ. Anh trai? Hay là anh trai nuôi? Tôi không ngờ cô lại là người như thế đấy. Bác ơi, đây là chỗ làm việc của cháu, bác nhỏ tiếng một chút. Hay là cháu đưa bác ra ngoài chuyện. Bác đi vào đây. Khổ lắm cơ,
cháu ấy là cháu vẫn còn đang rất yêu anh Nam, chứ cháu với cả anh ta có gì với nhau đâu. Cô bảo cô yêu con trai tôi, vậy mà nó vừa đi công tác có 2 tháng, cô đã ngồi ôm ấp với cả người khác rồi. Cậu ta ấy, có biết cô đã có người yêu chưa? Hay là cô định làm con giáp thứ 13? Rồi nó khổ lắm cơ. Cháu với cả anh ta đã kịp làm gì nhau đâu thì bác đã đến rồi còn gì. Lại còn kịp làm gì nữa? Tôi phải gọi cho con trai tôi cho nó biết cái bộ mặt thật của cô. Ôi, bác ơi, từ nghe cháu nói đã, gọi cái gì mà gọi. Cháu đã nói với bác rồi, ở đời ấy, lăng nhăng một chút thì đã sao. Có khi con trai bác ở nước ngoài ấy cũng đang cặp kè với con bé nào cũng nên ấy. Miễn là bây giờ cháu yêu anh Nam và cháu vẫn đợi anh ấy về là được mà, đúng không? Bà làm sao thế ạ? Cô làm gì đấy? Tại sao phải đẩy bác ấy như vậy? Này, mày là con nào đấy? Tự nhiên mày xem là chuyện của tao làm gì? Là ai thì cũng không đến lượt cô phải quản. Nhưng mà cô thanh niên trai tráng như thế lại đi đôi co với một người già đáng tuổi cha tuổi mẹ của mình, cô không cảm thấy xấu hổ à? Con danh con này, mày định ở đây để lên mặt dạy đời tao đấy à? Mày có tin ý, trong vòng phút mốt thôi tao cho mày với bà già này biến mất không? Cô làm gì? Định làm gì á? Tao định dạy dỗ cho mày biết thế nào là xen vào chuyện của người khác đấy. Mày biết tao là ai không? Tao là cửa hàng trưởng của SVM Coffee đấy, mày biết chưa? Hả? À, hóa ra là cửa hàng trưởng của FVM Coffee à? Được, vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là xem vào chuyện của người khác nhá. Mày định làm cái gì? Alo, cậu tìm hiểu giúp tôi tên của cửa hàng trưởng FVM Coffee chi nhánh Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội. Lập tức sa thải người này cho tôi, tôi sẽ tuyển một người mới. Này, mày nghĩ mày là ai mà chỉ với một cuộc điện thoại ấy mà đòi dọa được tao? Con này lên được cái vị trí này ấy đã phải trải qua rất nhiều nỗi sợ rồi, mày nghĩ mày dọa được tao à? Alo? Kể từ mai, cô chính thức bị sa thải. Anh nói cái gì cơ ạ? Sao lại sa thải tôi ạ? Con nhầm lẫn gì không ạ? Đây là lệnh của tổng giám đốc đấy. Alo? Tôi là ai thì cô cũng không cần phải quan tâm. Đạo đức và nhân phẩm thấp kém như vậy thì ngay cả nhân viên bình thường cũng không làm được, huống chi là làm quản lý. Tôi chúc cô là trong thời gian sắp tới sẽ tìm kiếm được một công việc khác phù hợp với bản thân và đạo đức của mình hơn. Đi thôi bác. Mà cô là ai? Cháu chỉ là người đi qua đường, cháu thấy cô ta xô ngã bác như vậy cho nên cháu vào xem thế nào ạ. Cô ta là ai mà cô đang nói cái gì đấy? Cháu tưởng là bác với cô ta quen nhau. Ôi bác ơi, thế nhà bác ở đâu? Hay là bây giờ cháu đưa bác về nhá. Nhà tôi ở bên này. À không, ở bên này. Thế bác không nhớ nhà mình ở đâu ạ? Này cô gái, sao tôi lại đứng ở đây? Mà sao cô lại đứng cùng với tôi? Tại vì bác quên đường về cho nên là cháu đứng đây với bác. Tôi đâu có quên, tôi vẫn nhớ đường về đấy chứ. Tôi đang đi chợ mua rau. Nhưng mà... Tại vì vừa nãy trời mưa cho nên là cháu với bác đã vào đây để trú mưa. Thế thì tôi phải ra chợ mua rau, không có tàn mất chợ. Cháu đưa bác đi. Cảm ơn cô. Nhưng mà nhà bác không có ai ở nhà. Ông nhà tôi mất rồi. Tôi chỉ có một thằng con trai, nhưng mà nó đang đi công tác nước ngoài chưa về. Cô vào nhà uống nước đã. Thì bác không sợ cháu là người xấu lừa gạt bác sao? Cô thử nhìn xem, nhà chỉ có mỗi cái thân già này thôi,
có cái gì đâu mà sợ cô lừa chứ. Cô thông cảm. Giờ tôi không còn minh mẫn nữa, nên có gì quan trọng ấy, tôi đều ghi hết vào đây. Sợ lúc mình không còn tỉnh táo. Thế bác không có họ hàng hay là anh em gì à? Tôi không có người thân, chỉ có mỗi một thằng con trai. Nó kia kìa. Con trai của bác kia sao ạ? Thằng Nam nhà bác đấy. Mà nhắc đến ý, bác mới nhớ, để bác phải gọi điện cho nó mới được. Mà tôi định nói gì ý nhỉ? Bác bảo là bác gọi điện cho anh Nam để hỏi xem tình hình anh ấy thế nào ạ. Đấy, thế cái mà lại quên ngay. Cảm ơn cháu nhá. Dạ. Alo, Nam à? Ừ, con khỏe không? Thế mọi việc có ổn không? Con ăn cơm chưa? Con ăn rồi mẹ ạ. Mẹ đã ăn chưa? Mẹ đang chuẩn bị đây. Mà ở bên ý, con nhớ là phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ vào nhá. Với cả phải mặc ấm đấy. Thế bên có lạnh không? Vâng, con biết rồi. Mẹ đừng lo, mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Con chuẩn bị có cuộc họp, con gọi lại cho mẹ sau ạ. Con chào mẹ. Đấy, cháu thử xem. Lần nào gọi điện cũng chỉ được vài ba câu như thế thôi. Thế cháu có hay gọi điện về cho gia đình bố mẹ không? Cháu là trẻ mồ côi ạ. Bố mẹ cháu mất từ khi cháu còn nhỏ, cho nên cháu chẳng có ký ức gì về bố mẹ cả. Thưa ba xin lỗi nhá. Tự nhiên lại nhắc đến cái chuyện không vui của cháu. Không sao ạ. À, mà nếu cháu không chê ấy, thì ở lại đây ăn cơm với bác. Chắc lâu lắm rồi cũng thèm bữa cơm gia đình đúng không? Dạ vâng, như thế thì còn gì bằng ạ. Ừ, thế để bác đi dọn cơm nhá. Cháu phụ bác ạ. Lâu lắm rồi, hôm nay mâm cơm mới lại có hai đôi đũa, hai cái bát, lại có tiếng nói cười. Tuy con trai của mẹ đi xa chưa về, nhưng mẹ lại thấy được sự ấm áp và an ủi từ cô gái trẻ ấy. Một cô gái dễ thương, đáng yêu, nhưng cũng thật tội nghiệp. Mẹ cứ nghĩ bản thân mình đã chịu quá đủ cô đơn từ ngày mà con đi công tác. Thế nhưng cô gái này còn đáng thương hơn mẹ rất nhiều. Mẹ nhận ra hạnh phúc ngoài kia còn có rất nhiều cách để ta có thể tìm kiếm. Mẹ luôn mong con trai của mẹ cũng sẽ được hạnh phúc như thế.
chào bác ạ. Cô là ai thế? À, cháu là bạn của Nam. Nam có nhờ cháu đưa thức ăn qua cho bác ạ. Cái thằng bé này, tan học rồi mà không về, đi đâu thế không biết. Nam đang đi học thêm bác ạ. Bọn cháu sắp thi rồi, cho nên học nhiều lắm. Là thế à? Vậy thì mấy đứa phải chịu khó ăn vào mới có sức để mà học chứ. Dạ vâng. Thế mà sao cháu không đi? Ừ, thế không sợ muộn à? Cháu tan ca rồi, cho nên cháu mới đến đây. À, mấy cái đứa này vất vả thật đấy. Học hành gì mà gầy dộc hết cả người đi ấy. Bác xin. Alo ạ. Sáng mai anh về sớm. Anh về qua công ty trước rồi về nhà. Ơ, sao anh về sớm thế ạ? Anh bảo là đi 2 năm cơ mà. Công việc bên này cũng ổn rồi. Với lại anh phải chuẩn bị dự án mới ở Việt Nam nên được về sớm hơn. Vậy thì anh cứ về đi nhá. Rồi có gì mai em ra em đón anh. Này, cái mỏ vàng kia về là em sẽ bỏ rơi anh đúng không? Anh yên tâm, em làm sao mà bỏ rơi anh được cơ chứ. Chả qua là bây giờ ấy, em phải đánh lạc hướng nó đã. Bây giờ nó mà biết em cũng hết tiền của mẹ nó ấy, chết dở luôn ấy. Này, có chết ấy cũng đừng lôi anh vào đấy nhá. Anh yên tâm, cứ để em tính. Mẹ ơi, mẹ, con về rồi. Con trai, con về rồi đấy à? Ui, để mẹ xem nào, có gầy đi tí nào không? Không, con không gầy đâu mẹ ạ. Bác, cô đến đây làm gì? Ai cho cô đến đây, hả? Bác, con là người yêu của anh Nam đây mà. Yêu? Yêu cái gì mà yêu? Ai cho cô yêu? Mẹ, có chuyện gì thì vào nhà từ từ nói đã. Đi đây. Mẹ ơi, mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói với con. Mẹ nói đi. Mẹ, mẹ. Anh Nam này, dạo này bác bị đãng trí, chắc là không nhận ra anh đâu ạ. Mẹ bị lâu chưa? Cũng lâu rồi, từ lúc mà anh mới đi ấy. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Lỗi là tại con. Con thật sự xin lỗi mẹ. Bác à, cháu mang đồ ăn đến cho bác này. Lan Anh đến rồi, Lan Anh đến rồi. Cô vẫn còn mặt mũi vác mặt đến đây được cơ à? À, hóa ra cô là người nhà của bác Hà. Cô là ai vậy? Mẹ, mẹ biết cô ấy không? Cô đừng có vác mặt đến đây rồi ăn nói linh tinh. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Anh Nam, em cũng chẳng biết cô ta là ai cả. Nhưng mà dạo gần đây cô ta rất hay xuất hiện ở nhà bác. Chắc là đang định có âm mưu lừa đảo hay chiếm đoạt tài sản gì đấy mà. Cô là ai? Đến đây với mục đích gì? Hay là thấy mẹ tôi già cả rồi, lại một thân một mình, đến đây định lừa đảo à? Anh Nam, anh đừng hiểu lầm. Cút, cút đi. Thôi kìa mẹ, đây là Tú Linh, bạn của con. Cô ta mới là người xấu. Nếu mà anh không tin ý, thì anh có thể xem qua đoạn clip này. Sao cô dám? Anh Nam, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Nghe em giải thích đã. Tôi chưa tính đến chuyện số tiền tôi gửi cho cô. Nhưng mẹ tôi mà cô cũng dám đối xử như vậy thì cô đừng trách tôi. Cút! Chúng ta chỉ nên gặp nhau ở trên tòa. Tôi sẽ cho cô biết dám lừa tiền của tôi thì sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. Mẹ! Bác Hà! Mẹ ơi! Bác Hà! Giúp tôi gọi xe cấp cứu đi! Mẹ ơi! Mẹ! Chúng ta không thể nào giữ mãi một người bên cạnh mình đến suốt cuộc đời. Lúc mà còn tỉnh táo ấy, mẹ của anh đã đưa cho tôi quyển sổ này. Bà ấy bảo với tôi là phải đưa tận tay cho anh, để nhỡ may có chuyện gì đó không hay xảy ra. Con trai à, hôm nay bác sĩ nói mẹ đang dần mất đi ký ức,
kể cả ký ức về con trai mẹ. Vậy nên mẹ phải ghi mọi thứ vào quyển sổ này, để lỡ sau này mẹ có quên mất con trai thì quyển sổ này vẫn sẽ nhắc mẹ rằng mẹ có một đứa con trai tên là Nam. Mẹ đang cảm nhận được rằng mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên xa lạ. Căn nhà, góc bếp hay là góc sân mà mẹ đã từng được nhìn con vui đùa lúc còn bé. Nếu mẹ có lỡ quên mất mọi thứ, con đừng giận mẹ. Đừng khóc một mình con nhé. Alo, anh nghe đây. Hôm nay là giỗ mẹ, em về sớm nhá. Anh đang về rồi, em xong việc chưa? Anh qua đón luôn. Thì anh đón em nhá. Tuân lệnh vợ yêu.